Minasan konnichiwa, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề ngữ pháp của N2, những cái cụm hyoge mà có thể ít xuất hiện trong giáo trình. Đầu tiên thì mình sẽ trả lời câu hỏi của một bạn có hỏi về cái cách sử dụng của tomosuru to. Chúng ta có dạng tomosuru to hoặc là tomosureba. Cái dạng này thì chúng ta hay dịch là không chừng hoặc dễ chừng. Tức là thường nó sẽ thể hiện cái nghĩa là có kanose, tức là có cái khả năng sẽ xảy ra hoặc sẽ đi theo cái chiều hướng, khuynh hướng đó. Thường thì nó sẽ là những cái khuynh hướng, những cái chiều hướng mang tính chất không tích cực cho lắm. Bởi vậy thế nên là khi mà chúng ta thấy có tomosuru to hoặc là tomosureba thì thường cái phần ngữ pháp của chúng ta hay đi với những cách dùng như là gachida hoặc là kanenai hoặc là kanose ga arimasu. Ví dụ như thế này, nếu như mà cái doanh số doanh thu bán hàng lần nào nó cũng cứ giống nhau như vậy, cứ lẹt đẹt như vậy thì không chừng là sẽ bị lỗ. Đó thì các bạn có thể dùng là Maikai onanjio na uriage no mama da to tomosureba akaji ni naru kanosei ga arimasu. Tiếp theo, chúng ta đến với phần ngữ pháp này. Đây là một cái câu hỏi khá là khó trong phần ngữ pháp của N2. Các bạn có là tei ni susumerareru ga saishin no kamera o katte shimatta. Và các bạn có 4 phương án là mama ni wakete, hodote và koto ni. Với cái phần câu hỏi này, nếu như chúng ta không biết đến một cái dạng ngữ pháp, đấy là động từ sẽ được chia về dạng bị động cộng với mama, hoặc động từ chia về dạng bị động cộng với ga mama ni. Mẫu ngữ pháp này được dùng khi nào? Nó sẽ được dùng khi mà thể hiện cái nghĩa là người nói thực hiện một cái hành động nào đó theo ý chí của người khác, hoặc là giống như một cái chuỗi, một cái phản ứng tự nhiên, chứ nó không có ý chí của bản thân người nói. Tức là hành động đấy thực hiện một cách hoàn toàn vô thức, và phần lớn là nó cũng được sử dụng cho cái sự việc không tốt. Ví dụ ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái phương án chính xác của chúng ta sẽ là phương án số 1. Mình mua cái camera loại mới nhất, nhưng mà không phải là theo cái ý chí mong muốn của mình, mà là mình được nhân viên người ta khuyến khích, người ta khuyên là hãy mua cái camera này đi, và cứ thế mình mua. Chứ lúc đấy hoàn toàn là ma mị, không có cái phần ý chí của bản thân người nói vào trong này. Và các bạn thấy rằng bởi vì nó không có ý chí thì người ta mới dùng một cái dạng là kateshimatta. Hoặc là ví dụ ở câu sau, tôi không muốn trở thành một cái con rối, trở thành một con búp bê, tức là kiểu con rối trong công ty, lúc nào cũng chỉ có hành động làm theo những cái mà được sai bảo. Mere sareru ga mama ni ugoku này, thì các bạn sẽ sử dụng với cái dạng bị động cộng với mama hoặc là ga mama ni. Tiếp theo chúng ta cùng đến một câu hỏi mà mình cũng hay nhận được của các bạn là đặt câu hỏi cho mình. Các bạn có hỏi là khi mà các bạn xem phim ấy thì các bạn hay nghe thấy có đoạn hội thoại kiểu như là Oshiete okurena. Bình thường chúng ta hay đọc là Oshiete hoặc là Oshiete kure. Tại sao lại có cái okure này? Vậy thì cái okure này là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích nhá. Cái na này á, na là ne ấy, tức là nó thêm cái phần đuôi thôi. Thì cái quan tâm của chúng ta đây là te okure. Thì cái te okure này á, thực tế là nó là một cái dạng đuôi sai khiến mệnh lệnh dùng trong giao tiếp. Nó giống với những cái dạng đuôi mệnh lệnh, ví dụ như tekure hoặc là vete hoặc là teyo hoặc là techodai. Ví dụ như là thay hộ tôi cái bóng đèn với tenki o kaete okure. Đó, thì thay vì nói là kaete hoặc là kaetekure thì người ta có thể dùng là kaete okure, hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một câu hỏi ngữ pháp của N2. Phần câu hỏi này cũng khá là khó. Với câu này thì mình đã từng đưa ra cho nhóm học online N2 của bên mình, và phần lớn là mọi người đều trả lời sai bởi vì mọi người không biết đến phần ngữ pháp này. Các bạn nhìn thấy đây là một cái câu để trích dẫn nguồn thông tin đúng không ạ? Và phần đằng sau chúng ta thấy là soda. Đáp án của chúng ta sẽ là phương án thứ nhất, tokoro ni yoru to. Và chúng ta có một cái mẫu ngữ pháp, đấy là gì? Động từ ở trước tokoro có thể chia về cái dạng nguyên mẫu veru, hoặc có thể chia về cái dạng veta cộng với tokoro ni yoru to hoặc là tokoro ni yoreba. Thực chất là để trích dẫn nguồn thông tin theo cái mà mình nghe được, đúng không ạ? Thế nên là phần đuôi của cái câu thường hay đi với những cái dạng ngữ pháp trích dẫn thông tin, ví dụ như là soda, rashi hoặc là toyokotoda, đúng không ạ? Thực ra thì chúng ta học trong giáo trình người ta sử dụng ở cái dạng là danh từ đi với niyoruto hoặc niyoreba, nhưng ở đây là kết hợp với động từ, thế nên chúng ta có một cái mẫu là động từ chia về veru hoặc veta cộng với tokoro niyoruto hoặc tokoro niyoreba. Thế nên đáp án của chúng ta sẽ là phương án số 1. Vậy thì cái tokoro khác như thế nào với koto trong trường hợp này? Với cái dạng koto ni yoru to hoặc là koto ni yoreba thì mình đã từng có làm một cái phần video nói về cái dạng này rồi. Các bạn hãy xem vào cái phần đường link ở dưới nhé. Và tiện thể thì chúng ta sẽ nhắc lại luôn một chút. Thực ra thì cái koto ni yoru to có thể biến đổi thành những cái cách nói như là koto ni yotara thì nó sẽ được dùng để đưa ra một cái phỏng đoán. Nó giống với cái dạng là moshikasuruto, phỏng đoán có lẽ, đúng không? Ví dụ như là ôi rồi, có lẽ là mình bị ốm rồi, mình bị bệnh rồi, đúng không? Koto ni yoruto byoki kamoshirenai. Nó dùng để đưa ra cái phần phỏng đoán. Và để hiểu rõ hơn, cụ thể hơn thì hãy xem video ở cái phần đường link bên dưới nhé. Như vậy là trong cái đoạn video ngắn này thì mình đã giải đáp một số cái phần câu hỏi liên quan đến cái dạng ngữ pháp của N2 và N1, là những cái câu hỏi mà có những cái mẫu và cả những cái cách dùng kyoge mà chúng ta thấy ít xuất hiện trong các giáo trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.